Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức xoáy TV. Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin. Lính Trung Quốc nhậu say phải nhầm nhà cháu nội, hulchen phải trốn sang biên giới Việt Nam xin cứu mạng. Kính thưa quý vị và các bạn, một toàn lính Trung Quốc đóng quân tại Campuchia trốn chạy ra phố ăn nhậu chơi bời. Sau khi say rượu gây gổ đánh nhau và nát chồng bạc và bắn trọng thương cả nhà cháu nội của ông Hussein. Toàn bộ 22 người lính Trung Quốc tại Campuchia bị truy sát phải chạy bán sống bán chết sang biên giới Tây Ninh Việt Nam, khóc lóc cầu xin cứu mạng. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, một nhóm 22 người thanh niên Trung Quốc bất chấp nguy hiểm vượt biên giới Campuchia Việt Nam, có tên thì chui lỗ chó có tên thì trèo tường vừa xào mồm thì la làng, liên hồi kêu lên bằng tiếng Việt Nam, lơ lớ xin đừng bắn, xin cứu mạng chúng tôi với. Mồm vừa nói nhưng chân thì vừa chạy nhanh, xông thẳng vào doanh trại quân đội thuộc quân đoàn 5 Tây Ninh đang đóng sát biên giới Việt Nam Campuchia thuộc xã Lê Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Cách cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh khoảng chừng 2 km về phía Bắc, những thanh niên Trung Quốc này độ tuổi từ 18 đến 30, ăn mặc theo lối thường phục đồ đạc quần áo toàn là hàng hiệu, đắt tiền, chân mang giày kiểu quân đội, toàn bộ có chung một kiểu tóc hớt cao, cơ thể săn chắc, tác phong nhanh nhẹn, lại có tính kỷ luật cao. Người tinh mắt chỉ cần nhìn sơ qua thì sẽ biết được những tên này có xuất xứ là quân nhân, bọn họ cứ chạy bừa bãi vào bên trong doanh trại quân đội Việt Nam, mồm kêu to bằng cái thứ tiếng Việt Nam lơ lớ kiểu dòng của người Trung Quốc, xin cứu với, xin đừng bắn. Thế nhưng các chiến sĩ canh gác ban đêm đã lập tức xông ra, tràn lối bắn ba phát chỉ thiên, canh cáo đàng hoàng. Hết lớn tất cả phải dừng lại nằm xuống đất, bọn họ bị tiếng súng làm cho thất kinh hồn vía lên mây, hai tay ôm đầu nằm sấp xuống mặt đất. Có khoảng 4 đến 5 người đã lọt được vào bên trong nhưng đa phần vẫn còn nằm lại bên ngoài hàng rào gần cộng chính doanh trại. Vì tiếng súng đánh thức cả doanh trại quân đoàn 5 Tây Ninh, tịnh sức ua ra tay, làm làm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Lúc đó từ bên phía bên kia bên giới tức là tỉnh Svayriang, Campuchia, một đoàn xe jeep quân sự cùng với bộ đội đông đảo, những lính Campuchia đã đến nơi, tay làm lè vũ khí gương mặt hung dữ, nhìn chăm chăm vào đám người Trung Quốc đang nằm dưới đất kia, rút súng bắn vào lưng chúng và lưng của một người Trung Quốc đang nằm yên bất động tư thế đầu hàng. Lúc này thiếu tá Đinh Văn Tráng đã có mặt ngay lập tức, ra lệnh bắn chỉ thiên trấn áp tinh thần của quân đội Campuchia vừa mới tới và nói với bọn họ bằng tiếng Khmer rằng đây là địa giới hai nước các anh đang đứng trên lãnh thổ của Việt Nam không được làm can nếu không chúng tôi có quyền bắn bỏ nói xong tiểu tá Đinh Văn Tráng phất tay ra hiệu các chiến sĩ quân đoàn Nam Tây Ninh lập tức thiết lập đội hình nghênh địch đồng thời mở cửa cổng doanh trại lấy dây dài cuột trói tay tất cả 22 người lính Trung Quốc kia quạt cánh gà ra phía sau rồi áp giải vào bên trong doanh trại, ngồi xổm vào một đồng trong góc tường. Phía quân đội Campuchia bước lên khỏi hàng ngũ, là một người cao lớn da ngăm đen khỏe mạnh, hai mắt sáng trưng, đồng phục quân đội cũng mang hàm thiếu tá. Vì thấy phía Việt Nam làm căng tình hình không ổn, liền khoát tay cho quân đội Campuchia. Toàn bộ rút lui khỏi làn danh biên giới chỉ còn lại một mình ông ta, nói bằng tiếng Việt Nam, khá giỏi. Tôi là thiếu tá Liêng Chay Sóc, xin lỗi vì đang đêm đã làm phiền giấc ngủ của các bạn việt nam nhưng chúng tôi được lệnh trực tiếp từ ngày thủ tướng hun sen truy bắt một nhóm tội phạm người trung quốc cực kỳ nguy hiểm mà vừa rồi đã chạy thoát sang biên giới việt nam của quý vị chứ chúng tôi không hề có ý mạo phạm vùng biên giới lãnh thổ của việt nam mong rằng quý vị tình giao hảo hai nước mà giao ra những tên tội phạm kia cho chúng tôi xử lý vừa mới nói tới đây thiếu tá đinh văn tráng cùng nhiều người hướng ánh mắt về phía những người lính trung quốc ngồi trong góc tường tất cả đều nhao nhao lên kêu la thảm thiết nói bằng cả tiếng việt nam lẫn tiếng trung quốc xin cứu chúng tôi với xin đừng giao chúng tôi cho hắn nếu không chúng tôi sẽ chết Rất là thê thảm chết không được mà sống cũng không yên lúc đó các chiến sĩ quân y việt nam đã khiêng tên bị trúng đạn sau lưng đến trạm xà phẫu thuật cắp đạn ra rồi khâu lại cầm máu kịp thời cứu được tính mạng bốn người khác bị trúng đạn vào chân vào tay và mông và bà vai cũng được đưa vào trạm xá chăm sóc y tế. Kính thưa quý vị và các bạn, thông thường với quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam Campuchia thì không cần thiếu tá Liên Chay Sóc phải mở miệng đòi người thì phía quân đội Việt Nam cũng có trách nhiệm giúp cho cơ quan pháp luật nước bạn truy bắt tội phạm rồi trao lại cho phía Campuchia bọn họ. Thế nhưng thiếu tá Đinh Văn Tráng nhận thấy rằng bên trong chuyện này tất có điều ám muội gì đây? Tại sao những người lính Trung Quốc này lại mặc thường phục tại sao không chạy đi nơi khác mà chạy vào đây tại sao không đầu hàng công an biên phòng mà lại đầu hàng quân đội việt nam tại sao thiếu tá liêng chay sốc vừa nhìn thấy những người này lập tức rút súng bắn ngay khi bọn họ đã không có khả năng phản kháng nữa với trình độ của thiếu tá liêng chay sốc thì nếu ông ta muốn hoàn toàn có thể mùa phát là đoạt mạng nhưng ông ta cố tình bắn vào phần mềm không để cho nạn nhân mất mạng Thiếu tá Đinh Văn Tràng với nhiều điều hoài nghi không biết liệu bọn này có phải là đang giàn cạnh với nhau hay làm bất lợi cho Việt Nam hay không, bởi vì những năm gần đây người Trung Quốc đã đem quân đội đóng cả trên đất Campuchia. Quan hệ hai bên đều thân thiết lắm thì lý do gì tại sao xảy ra cớ sự ngày hôm nay? Thật là hết sức khả nghi, hơn nữa ông bà Việt Nam ta có câu, cứ một người còn hơn là xoay bảy tòa tháp, phù đồ, nếu là lúc này đưa họ ra thì toàn bộ 22 người Trung Quốc này chết chắc liếc mắt nhìn sang một lần nữa vẫn thấy nhóm người Trung Quốc kia liên mồm van xin cầu khẩn, nói xin đừng giao chúng tôi cho họ, chúng tôi đầu hàng, người Việt Nam chúng tôi xin chính thức xin tị nạn chính trị, chúng tôi đầu hàng người Việt Nam, chúng tôi chính thức xin tị nạn chính trị, chúng tôi không muốn rơi vào tay họ, xin làm ơn cứu chúng tôi với. Bọn họ nói một thôi một hồi, bằng một lúc cả tiếng Việt Nam, tiếng Campuchia, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tuy lộn rộn có hiểu, nhưng đại ý đã được người lính Việt Nam mơ hồ nắm được ý chính. Thiếu tá Đinh Văn Tràng cũng bước ra khỏi hàng ngũ, hướng tới thiếu tá Liên Chai Sóc cất tiếng chào. Chào người anh em hôm nay trời đã muộn, các anh hãy về trước, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ làm việc lại với nhau, có phải tốt hơn không? Hiện tại cũng đã có nhiều người bị thương nặng, tuy chúng là tội phạm, nhưng theo Công ước Liên Hợp Quốc thì bọn họ dù sao cũng đã bị thương và xông vào phần đất Việt Nam. Chúng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm trị thương và bảo vệ nhân quyền cho những người này. Nói xong thiếu tài Đinh Văn Tráng nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt sắc lạnh vẫn không nhường bộ biểu thị, rằng công quyết không giao người, có gì thì nghe mai tính. Thiếu tá Linh chơi sốc tuy đào đoàn trước được tình hình, nhưng nét mặt trầm trọng, trong năm giây lập tức tươi cười trở lại, tiến lên một bước bắt tay với thiếu tài Đinh Văn Tráng, nói rằng sáng mai sẽ gặp liếc một cặp mắt giữ tợn lần nữa, nhìn về phía bọn kia, rồi quay lưng đi thẳng vào trong bóng đêm, về phía biên giới Campuchia kính thưa quý vị và các bạn sau khi những tên lính Campuchia rút lui rồi thì những người lính Trung Quốc mới thưa vào nhà nhóm chắp hai tay vài dài cảm ơn cứu mạng thiếu tá Đinh Văn Tràng ra lệnh áp giải tất cả giam vào nhà kho tắm rửa thay đồ rồi cho ăn uống tư tế ai bị thương thì trị thương cho thiếu tá Đinh Văn Tràng ra lệnh cho toàn bộ doanh trại tắt đèn đi ngủ ai chạy nào thì về trại ấy thấy những người lính Việt Nam tắt đèn đi ngủ rồi một người cầm đầu trong số bọn họ là người giỏi tiếng Việt nhất, hốt hoảng bước lên nói với thiếu tá Đinh Văn Tráng rằng: xin giúp chúng tôi với, tôi có điều muốn nói với ông, nếu không sự rằng không kịp. Thiếu tá Đinh Văn Tráng nói: các anh cứ yên tâm tắm rửa ăn uống, tôi nghĩ tạm một tiếng nữa chúng tôi sẽ thẩm vấn các anh. Nếu đợi sáng mai phía Campuchia lại sang đòi người, thì chúng tôi phải giao các anh cho họ, chứ không còn lý do gì nữa mà giữ các anh lại. Cho nên trong một tiếng đồng hồ này, các anh phải tận dụng thời gian mà suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định. Thiếu tài Đinh Văn Tràng vốn là lính của tướng Bùi Cao Khánh, ngay lúc đó đã gọi điện báo cáo thành chỉ ý thì tướng Bùi Cao Khánh cũng đã biết phần nào về sự việc diễn ra trước đó tại Campuchia do đội ngũ điệp viên Việt Nam tại Campuchia gửi về. Đúng 2 giờ sáng, thiếu tài Đinh Văn Tráng mượn một cuộc thẩm vấn bọn này, từng người từng người một và khi so sánh với thông tin tình báo, thì thiếu tài Đinh Văn Tráng biết được rằng bọn này không hề nói dối. Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ đêm hôm qua tại một khu doanh trại quân đội Trung Quốc đóng tại tỉnh Sreiring, Campuchia. Một nhóm binh sĩ Trung Quốc trốn vào khu dân cư trong phố tìm chỗ nhậu nhẹt, ăn chơi, Còn họ tìm mua quần áo đẹp, thay bọn đồ lính rồi tiến vào một sòng bạc, nướng gần hết tiền rồi, lại đi vào vũ trường, gần đó tiếp tục nhậu nhẹt say xưa. Trong lúc say xỉn đã chọc kẹo những cô gái xung quanh một cách kiềm nhã gây phần nộ đối với người địa phương, thế nhưng thấy bọn này là người Trung Quốc, lại đang say xưa nên không ai thèm chấp chỉ gọi bảo vệ khiêng bọn chúng vứt ra bên ngoài. Thế nhưng những tên này tình tình hùng hãn, lại có men say trong người, không biết trời cao đất dài là chi, xông vào đập phá mà không biết rằng cái vũ trường sông Bạc đó chính là của cháu ngoại ông Hussein sở hữu. Thông thường thì sự việc binh lính Trung Quốc uống say gây sự, diễn ra như cơm bữa, ông Hussein cơ bản là không bận tâm làm đến những cái việc còn con này. Thế nhưng sự bậy cho bọn họ cháu nội của ông Hussein là Hunna là con trai lớn của anh trai, người gọi ông Hussein bằng chú ruột, ngay lúc đó đã cùng với vợ và con gái nhọn đi ngang qua đây, thấy cảnh hồ loạn nên dừng xe lại. Nhân viên trong vũ trường ai nơi thấy vậy thất kinh cúi đầu im lặng, giặt ra hai bên không nói tiếng nào. Những tên lính Trung Quốc do say mềm nên nù lẫn, xong tới kiếm chuyện đưa co với Hunna. Cũng lịch sử mỉm cười tiếp chuyện, nói bằng tiếng Trung Quốc quan thai chuyển giọng Bắc Kinh với bọn chúng rằng Xin chào quý khách, chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách. Chúng tôi là chủ nhân nơi đây, xin mời quý vị ra phía sau massage uống trà giải rượu những tên lính Trung Quốc này vẫn cố tình kiếm chuyện, xông tới trước mặt vợ con của Human, chọc ghẹo văn tục chỉ thề nói lời khiếm nhã khó nghe. Huna vẫn một mực, mực lệ phép nói xin hãy nể mặt chúng tôi một chút, chúng tôi xin mời quý vị ra sau nói chuyện, sẽ tiền hơn có rất nhiều nhân viên phục vụ massage, sẽ làm hài lòng quý khách. Thế nhưng những tên lính Trung Quốc này nhậu say quá rồi đủ lẫn nói rằng, nhà ngươi là ai mà chúng ta phải nề mặt, ngay cả ông Hussein chẳng coi ra gì, người Campuchia các ngươi nếu không có Trung Quốc bọn tao, thì đã bị bọn Việt Nam nút chừng cả rồi. Các ngươi có gì hay ho mà phải nể mặt nể bài chứ? Nói xong hắn còn nhổ tuyệt một bãi nước bọt trúng vào người vợ và con của hung man. Lúc này anh ta đã hết kiên nhẫn lập tức tòm lấy một tên bóp cổ rũ một phát nằm dài trên đất, hai mắt trần ngược cái cổ tắc thở. Hunna hai mắt long lên sòng trọc, dùng những thế võ cổ truyền của người Campuchia liên tiếp đánh ngã từng tên một trong chốc lát, đã có ba tên nằm dài, đo đất, mồm học màu tươi, nhiều tên khác nữa thì gãy tay gãy chân, tìm đường chạy trốn. Huna vốn là một võ sĩ, một môn võ cổ truyền của người Campuchia, từng đoạt chức quan quân toàn quốc, là một trong những người xuất chúng nhất, là niềm tự hào nhất của dòng họ Hun Sen, được ông Hun Sen cực kỳ yêu mến. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.